Hello, chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với channel của Khải Sâm nhá. Mình là Khải Sâm đây. Mẹ mày hôm nay vừa bán được mày 20 con lợn anh em ạ. Thịt mẹ mày lợn nó rẻ vãi cả đái luôn. Mẹ bán đàn lợn xong cùng là thịt mẹ mày giá đủ tiền cám. Mất mẹ hút luôn tiền gốc, tiền giống. Mẹ không biết ở đây anh em nào thịt mẹ nhà chăn nuôi lợn không nhỉ? Thịt mẹ mày chết dở luôn anh em ạ. Này thì mẹ mày vợ đi vắng cầm tiền mẹ nộp nạp vào đây anh em nhé. Mẹ nạp 390m anh em ạ. Vào xúc đã. Đi vậy chiều vợ về rồi. Mẹ mày nó mà toang cái thì đi bú bùi luôn anh em ạ. Khả năng nó mà toang cái thì mẹ bảo lợn sao rồi, lợn thì mẹ mày ốm rồi. Gọi thợ vào đéo mua, thế là phải bán rẻ 500.000 một con. Mẹ mày chẳng may tiếng này mà thịt mẹ mày toang hết thì anh em thịt mẹ bán cho tôi với ít tiền nhé. Ok này, thịt mẹ vào xúc luôn anh em nhá. Nay mẹ số vốn 390m anh em ạ. Thịt mẹ bán tất cả đàn lợn rồi đấy. Giờ có đúng cứt rồi. Địt mẹ mày. Quả này mà toang nữa thì đúng là về hot cứt. Địt mẹ mày bú rồi luôn anh em ạ. Thôi nói gì nói, địt mẹ mày. Quánh này mày cẩn thận anh em ạ. Nói chung là phải check đã. Ok này, 8 này. Địt mẹ mày không check thì đúng là bú rồi luôn này. Ok, 8 chẵn này. Chẵn tài này, ok. Nghịch này, 13, 1, 14 chẵn này. Chẵn chịu thuận này, ok này. 8, 10 chẵn này. Chẵn tài nghịch này, ok là chẵn này. Chẵn xỉu này, ok thuận này, ok lẻ này, mẹ mày tính này lẻ luôn anh em, lẻ gì đây, ok lẻ này, lẻ biệt tài này, ok này, đi mẹ mày dã luôn anh em nhá, cái này dã luôn cầu sẽ là ok nào, check anh em, ok chẵn này, dã luôn cầu xỉu anh em nhá, đi cầu này cầu xỉu luôn anh em này, nhanh anh em ạ, đi mẹ mày này là cầu kiểu này thịt mẹ một tía về anh em ạ, thịt mẹ nó mà chốt lãi anh nha, về mua tô, thịt mẹ vợ bảo mua xe ở đâu và thịt mẹ xe mượn được không, như thịt mẹ mày nó mà thua cái thì thịt mẹ mày chết mẹ dở tôi luôn. Nói chung là thịt mẹ các ông theo dõi video của Khải, các ông thịt mẹ mày chắc là biết đúng không, mẹ này Khải một thằng mẹ này máu cơ bạc rồi, nói chung là thịt mẹ mày đã máu rồi nó cục xúc nữa, quánh kiểu thịt mẹ mày cay cú lắm ấy. Địt mẹ là quánh một tiếng con xe này này. Địt con mẹ máu lồn rồi. Địt con mẹ mày. Mất con mẹ và con xe anh em ạ. Xe quay rồi. Địt cụ lắm. Ba này ba. Đã ba đeo ra hai. Địt con mẹ cay thế anh em nhỉ. Ok. Địt mẹ mày. Chẵn ra tài cầu nghịch này. Địt cụ nó anh em ạ. Cay thật sự luôn đấy. Địt mẹ đéo sao, đéo sao có ông ạ, địt mẹ bình tĩnh thôi, bình tĩnh tự tin và chiến thắng thôi. Địt mẹ mày con thở con gỡ tay đầu mất, nói chuyện bình thường. Ok 11 con 67 này, ok lẻ này. Địt con mẹ bố một chút xỉu tiếp anh em nha. Địt mẹ vẫn là 30m luôn này. Quánh đúng hai tay đầu 30m, địt mẹ mày tay này về đây sau. Chết cầu đẹp, địt mẹ mày xúc luôn 60 luôn anh em nha. 60 buổi đâu, đi mẹ tiếng này mà ăn được mất mẹ mới 5% thuế rồi nha, mất mẹ củ rưỡi rồi, đi mẹ mất mẹ 4 ngày làm công nhân rồi đấy, đi con mẹ mày lại tài luôn anh em này, đi con mẹ là hai mẹ, thôi đi con mẹ mất mẹ 60m rồi con bố ơi. Đi con mẹ bú buổi luôn rồi, đi con mẹ có lẽ về tài thuận này, đi con mẹ mày giờ hơi anh em ạ, giờ hơi rồi đấy, tôi thấy địt mẹ mày thấy mùi khét khét rồi đấy. Nói chung là các ông nào xem video tôi địt mẹ mày chắc thằng nồn nào, chắc anh em nồn nào cũng bảo địt mẹ chỉ mong thua đúng không? Địt mẹ mày tâm lý chung mà tôi cũng thế thôi. Địt mẹ mày xem Facebook mấy thằng nó chơi ấy, địt mẹ mày chỉ mong nó thua, vãi luôn thật, địt con mẹ mày. Địt con mẹ mày tự gỡ lại những gì là mất luôn rồi, ông bố này. Địt cụ luôn này. Ok chẵn rồi, anh biết cầu nghịch nhé. Địt con mẹ. Địt mẹ em chưa bao giờ đánh cái tài xỉu mà tâm lý nó vậy. Nó bắt lồn này anh em ạ. Quánh mà đồng tiền của mình thì đéo sao đâu. Địt con mẹ mày. Vãi lồn quá anh em ạ. Nói chung là đánh đồng tiền mình làm ra ấy. Địt mẹ mày tâm lý nó thoải mái đúng không? Nói chung là địt mẹ mày giờ mới hiểu cảm giác là tiền đéo phải tiền của mình ấy. Mẹ tiền đi vay hoặc là địt mẹ mày tiền cầm tiền cầm xe mới là tiền địt mẹ mày bốc bắt họ ấy.
và đánh cũng run mãi lồn luôn đấy, địt con mẹ mà quá tiếng trước bú luôn này, địt mẹ gỡ lại hai tiếng trước ngay con vợ. Ok tiếng trước chẵn này, địt mẹ chẵn về tài này nghịch anh em này. Ok này, địt mẹ mình chốt luôn anh em này, chốt luôn thế này nha, còn cầu thuận luôn nha. 15.823 này, 23 là trừ 12.1 lẻ này, lẻ cầu thuận anh em nha, lẻ cầu thuận địt mẹ về tài luôn anh em này. Địt con mẹ mày, ok anh em, địt cụ mày tính này anh em. Nói chung anh em mà xem ấy, tôi ấy, địt mẹ các ông đừng khấn tôi thua, ông khấn tôi thắng đi, địt mẹ tôi lộc cho. Chứ địt mẹ mà ông mà khấn tôi thua thì địt con mẹ mày chết tôi luôn đấy các ông ạ. Địt mẹ đây chưa, địt mẹ nó thật luôn các ông nha, địt mẹ video là các ông mà xem cho tôi mà chút lãi nha, 400 mà tôi chút đưa tầm tỷ nha, địt mẹ mày ông gửi số tài khoản để tôi lộc cho các ông luôn. Địt mẹ mày Việt Nam nói là làm, ok nhá. Địt mẹ mày ok này. Tâm lý phải lún ra, địt con mẹ mày giờ tay cầm địt mẹ mày cái điện thoại còn đéo cầm được ông ạ. Ok này, chẵn này. Ok lẻ này. Lẻ về tài thuận này, địt mẹ mày chưa bao giờ cảm thấy cầm điện thoại nó run mãi lồn lên luôn ấy. Ok 17.926 chẵn này. Địt con mẹ tiếng này khó đánh vãi lồn luôn anh em. Địt cái mẹ này. Địt con mẹ bắt đầu tiếng tài anh em nha. Địt bùi tiếng này vào nhỏ luôn không ạ. Nó rất là to, địt mẹ này. Thế luôn các ông luôn. Cảm giác linh cảm của tôi nó vãi lồn lắm. Chị sợ nó xỉu này. Đéo biết phải không. Địt con mẹ mày vẫn bú luôn này. Địt con mẹ cảm giác nó rất vào to các ông ạ. Vãi lồn luôn. Địt mẹ mày, tại vì không biết sao không, cái gì bốn tay rồi, địt mẹ nó đang khẩu chạy 1-1 rồi. Đấy nó 1-1 của tôi, đéo phải 1-1, tôi tính 1-1 là phương pháp của tôi nhé. Đấy, tổng điểm ấy, cộng vào ấy, không là ông trừ cái cầu thuận nó ra chẵn ấy, ra xỉu cầu thuận ấy. Ngược lại ra các tài là cầu nghịch ấy, tôi đánh kiểu đấy cơ, công cứ bảo địt mẹ mày, nhiều ông cứ bảo là nhắn tin hỏi hay là gọi điện bảo là mẹ cầu đang bệt xíu như này, à bệt tài như này, hoặc bệt xíu này, sao 1-1 cái gì. Tôi thì tôi chơi riêng cách của tôi đấy, ông anh em nào mà địt mẹ ông biết đấy, xem tôi từ đầu ấy là các ông hiểu được đấy. Tôi là tính tôi là địt mẹ mà người thành công luôn luôn chọn lối đi riêng, tôi đéo thích chung trả ông nào cả. Chẵn này, ok chẵn biệt tài này, địt mẹ mày chẵn tiếp này, cái nào vẫn bú tiếng tài nữa anh em ạ. Địt mẹ nó bú tài nhé, địt mẹ bú tiếng tài nữa anh em nhé, khả năng nó bệt sâu đấy nhá, bệt sâu đấy. Ok chẵn này. Địt mẹ bệt sâu luôn anh em này. Địt cụ bệt sâu luôn các ông giời ơi. Địt mẹ bệt sâu luôn này. Địt của mẹ mày, mấy ông nào anh tính xỉu nhờ. Địt mẹ mày sức trẻ hơi. Tôi đeo nhớ nữa nha, địt mẹ mày mấy hôm trước anh em nhắn tin, anh em chơi thân với nhau nhắn tin ấy. Bảo có dây đeo nào cầu bệt xỉu thì để anh biết anh em xem video này có anh em nào chơi cái cầu dây đấy không. Nó bệt 12 thì 3 tay xỉu. Ma ơi địt mẹ mà nó bệt thế thì chắc là bắt họ bốc, chắc là địt mẹ cái 5 phút bốc một lần, mỗi lần bốc tầm chắc tầm 1-200 đúng không? Quá lồn luôn này. Ok để tiếp trận này vẫn là cầu này, check đấy không ạ, check đấy nhá. Ok chẵn này, chẵn này, chẵn về tài này. Ok lẻ này, địt mẹ thế này đánh xỉu đúng không ạ, địt mẹ tôi vào xỉu rồi. Tôi vào xỉu được không ạ? Địt mẹ thế này vào xỉu ok được không ạ? Vào xỉu ok được không ơi? Hai! Địt con mẹ mày! Vãi lồn công ơi! Địt cũ! Ai già ơi! Địt con mẹ mày! Thầy nói hết cả giá rồi không ạ? Địt con mẹ 44 ra 3! Địt con mẹ mày hôn 3! Hôn 2 đâu ra! Địt mẹ mày mất giá thế nhỉ? Tính 60 mờ của ông, của tôi không ạ? 15 con lợn đấy, ít đéo gì đâu không, địt mẹ bán tạ lợn rồi được 4 m thôi, không phải 60 m là địt mẹ 15 con lợn là tôi rồi, địt cụ nó đéo nghỉ sớm không ạ. Ôi cái lẻ này, cái lẻ về tài này, địt con mẹ mày chốt xỉu luôn các ông nhá, địt con mẹ này, thứ này ăn được bắt nghỉ luôn anh em này. Ăn nghỉ luôn không ạ?
ăn phát thì luôn nữa không nhá. Đi con mẹ mình run vẫn lồn luôn này. Tầm này đi mẹ vợ sắp về đúng không ạ? Mẹ đang phải đi ra một tí thôi. Địt con mẹ mày, tầm này vợ nó về rồi các ông ạ. À, ok chưa các ông ơi? Địt con mẹ các ông. Ông nào xem video của tôi nhá, địt mẹ mày, công banh hết số tài khoản và bình luận cho tôi. Mẹ à mày, ok chưa các ông? Cho các ông xem luôn này, địt con mẹ à mày. Các ông xem luôn này. Đây, địt con mẹ các ông xem luôn đi này. Đấy tôi vào bú ở đây, địt con mẹ mà chất bú mất này ông này. Địt mẹ em 57M này. Ok, toàn tiếng địt mẹ 1 lít luôn ông này. Ok chưa? Đấy, địt mẹ video của tôi làm nhá. Chốt lãi gần 200M rồi. Địt mẹ tôi xin phép là dừng video thôi. Địt mẹ ra sắm con xe không ạ? Địt cụ nó. Nói chung là đón tất các ông ạ. Ok nhá. Địt mẹ mày hẹn anh em ở video tiếp theo đi. Chào anh em.